Hai mong ông Tổng trầu trời bằng Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng còn quyền lực là ông còn đốt lò, bởi lâu nay đốt lò đã là thương hiệu của riêng ông. Trước đây các đồng chí của ông cũng thanh trừng nhau nhưng kín đáo và không làm đại trà như ông. Họ tạo áp lực tố cáo nhau trong đảng và thậm chí thuốc nhau đều là hình thức rất kín đáo. Riêng ông Trọng thì dùng chiến lược đánh tham nhũng để loại bỏ hàng loạt những kẻ ông không vừa mắt. Các nước dân chủ cũng diệt tham nhũng nhưng họ sử dụng pháp luật, chứ không cần phải có một cá nhân nắm quyền lực tuyệt đối để mà làm điều đó. Đấy là chống tham nhũng bằng pháp quyền. Cách chống tham nhũng này không tha bất kỳ ai và soi rọi vào mọi lúc, mọi nơi trong bộ máy của nhà nước. Cách chống tham nhũng như thế mới giữ được cho nhà nước trong sạch. Ông Nguyễn Phú Trọng còn sống thì ông còn áp đặt luật chơi cho mình. Còn chống tham nhũng như cách ông Trọng thực hiện là do cá nhân ông muốn chứ không phải do luật pháp thực thi. Đánh tham nhũng kiểu ông Tổng Trọng là đánh từ trong đảng mà đánh ra. Nghĩa là trong đảng phát hiện trước rồi xử lý kỷ luật, sau đó luật pháp chỉ làm theo chỉ đạo của đảng mà thôi. Một mình ông Trọng làm sao có thể nhìn thấy hết được những ngóc ngách của cán bộ, ban, ngành và các địa phương trên cả nước. Thế nên ông chỉ đánh ở những nơi, những người ông nhìn thấy và bỏ sót những người ông không nhìn thấy hoặc giả vờ không thấy. Cho nên cách chống tham nhũng của ông không thể làm trong sạch cho đảng được. Làm trong sạch nhà nước mà chỉ quét đi thành phần ông cần lọc bỏ, tức là những kẻ không thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi đang nhận nhiệm vụ lên danh sách những người cần đánh và xướng tên họ ra trước công chúng cho báo chí đăng tải. Mỗi kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một lần quan chức hồi hộp, lo sợ liệu rằng ông Trần Cẩm Tú có xướng tên mình hay không. Một khi đã bắt xướng tên thì xem như tương lai mịt mù, tăm tối, nhẹ thì khiển trách, nặng thì cho vào lò. Nhiều người đang đợi Trần Tuấn Anh sẽ đợi mức kỷ luật cao nhất như thế nào. Vào ngày 19 tháng 1, ông Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lần này, ông Tú lại réo tên ba nhân vật lớn một lần nữa, đó là ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó một tháng, trong kỳ họp lần thứ 34, ông Trần Cẩm Tú đã cho réo tên ba người này. Đây được xem là hành động nêu danh sách, trình Bộ Chính trị xem xét mức án kỷ luật. Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng, ai cũng biết, những trò đưa củi lên thớt như thế này là do ông Trọng đạo diễn sau màn. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn lấy danh nghĩa là Bộ Chính trị để quyết định mức án kỷ luật, trong khi Bộ Chính trị hiện nay phe ông Trọng chiếm quá nửa, nên xem như Bộ Chính trị sẽ quyết định theo ý của ông. Nhưng những người bị ông Trần Cẩm Tú réo tên cũng chưa phải là đã hết tương lai, mà có khi đó chỉ là đòn cảnh cáo. Hình thức kỷ luật cảnh cáo nhẹ nhất vẫn được giữ, có thể được xem là xóa án. Trường hợp ông Đinh Tiến Dũng là một ví dụ. Ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng giờ như cá nằm trên thớt, ăn ngủ không yên vì có thể bị hốt bất cứ lúc nào. Hiện nay các ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng vẫn chưa biết bản án bản thân sẽ bị bổ hình thức kỷ luật nào. Nếu nặng có thể sau Trần Cẩm Tú thì Tô Lâm sẽ kéo quân đến nhà. Những người bị réo tên này chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Luật chơi ông Trọng đặt ra là thứ đã khiến cho bao quan tham không thuộc phe ông Tổng phải khiếp sợ. Có lẽ hiện nay không ai mong muốn ông Tổng Trọng về chầu trời bằng ba nhân vật đang bị réo tên này. Trong lúc nằm trên miệng lò đang cháy mà lại có quốc tang thì xem như ba nhân vật này thoát nạn. Ông Trọng dựng lò chống tham nhũng đình đám rồi cũng sẽ tắt mà thôi, bởi việc đốt lò là việc của ông Trọng. Sau ba tấc hơi của ông thì mọi sự lại đầu vào đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ai mong ông Tổng trầu trời bằng Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.
bán nước từng phần, giao kinh tế rồi giao chính trị, Hà Nội đi đầu. Trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẻ ra cái gọi là thuộc địa kiểu mới để ám chỉ việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam, mặc dù Mỹ không hề xâm chiếm một tấc đất nào của Việt Nam. Họ định nghĩa thuộc địa kiểu cũ là thuộc địa mà Pháp đã thực hiện ở Việt Nam. Định nghĩa này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh lừa không biết bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay. Vì cách tuyên truyền này mà không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh cho Đảng, lại cứ nghĩ là mình chống Mỹ cứu nước. Thực ra chỉ có chống Cộng sản mới cứu được nước khỏi nguy cơ đói nghèo, mất tự do và cả nguy cơ bị Hán hóa. Bất chấp kết quả dự án Cát Linh Hà Đông rất tệ hại, chính quyền tại Hà Nội vẫn ưu tiên Trung Quốc thực hiện dự án tiếp theo. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ khăng khít với Trung Quốc một cách bất thường. Về kinh tế, bất kể sự phản đối của dư luận, Đảng Cộng sản vẫn để cho bàn tay của Trung Quốc ngày một thọc sâu vào Việt Nam, khiến cho doanh nghiệp Việt Nam lớn không nổi. Đáng ngại nhất là nhiều dự án đầu tư công của Việt Nam, Trung Quốc đã được dọn cỗ để nhảy vào thực hiện, bất chấp những hậu quả mà nó để lại, với rất nhiều bằng chứng rõ ràng qua các dự án của Trung Quốc. Còn về chính trị, có thể nói từ sau cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vào năm 2017, kế hoạch hán hóa đội ngũ lãnh đạo kế thừa đang từng bước thực hiện. Vào ngày 18 tháng 1, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu, đầu tư một số dự án xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến metro số 5 dài 39 km. Từ phố Văn Cao đến Hòa Lạc giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc và Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex. Tổng đầu tư dự án này lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ. Điều đáng nói là dự án chưa được duyệt vốn, nhưng chính quyền thành phố đã chọn đối tác thực hiện dự án, xem ra sẽ không có đấu thầu công bằng. Hà Nội đi đầu trong công tác hán hóa đội ngũ lãnh đạo tương lai. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là một vết đen. Ban đầu có tổng đầu tư phê duyệt năm 2008 là 8,7 ngàn tỷ đồng, tương đương với 552 triệu đô la. Trong đó vay Trung Quốc hơn 400 triệu đô la. Theo dự kiến ban đầu, năm 2013 sẽ vận hành dự án này. 8 năm sau, năm 2016, dự án được điều chỉnh lên hơn 18 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 92 ngàn tỷ đồng so với mức đầu tư ban đầu. Trong đó, phần vốn vay của Trung Quốc cũng lên con số 13,8 ngàn tỷ đồng, tương đương 666 triệu đô la. Ngoài ra, nhà thầu Trung Quốc còn chậm tiến độ đến gần 10 lần. Không chỉ riêng chính quyền của Đảng Cộng sản để xảy ra tình chuyện quyết định sai lầm mà các nước tiến bộ cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ, một khi quyết định sai thì họ sửa rốt ráo, dứt điểm. Trong khi đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lặp đi lặp lại cái sai rất nhiều lần. Đây không phải là hành động cố tình phá hoại đất nước, thì còn gọi là cái gì đây? Việc ưu tiên cho Trung Quốc làm dự án hạ tầng và việc chính quyền vẫn dẫm chân lên cái sai cũ thì có vẻ như chính quyền của Hà Nội không có quyền trong quyết định của mình vậy. Thị trường nguyên liệu, thị trường hàng hóa Việt Nam đã phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Giờ đây dự án hạ tầng lại tiếp tục dựa vào tay Trung Quốc bất chấp hậu quả. Thì có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang nằm gọn trong bàn tay của ông bạn vàng phương Bắc. Nhất là các gói vay hạ tầng rất dễ bị dính bẫy nợ của Bắc Kinh, chưa biết lúc nào mới có thể gỡ ra nổi. Bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối bang giao bất bình đẳng. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, sang Trung Quốc để dự lễ bế giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn của thành phố. Số cán bộ này được Hà Nội cử sang Đại học Bách khoa Hoa Nam để đào tạo ngắn ngày. Hà Nội đang là đơn vị đi đầu trong vấn đề hán hóa đội ngũ cán bộ nguồn. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký vào năm 2017. Trong đó, ông Trọng giao cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn của Việt Nam, một điều rất tệ hại. Hán hóa nền kinh tế, hán hóa dân sự đảng và hán nô luôn mô hình chính trị. Vậy thì không phải bán nước từng phần thì là cái gì đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Bán nước từng phần, giao kinh tế rồi giao chính trị, Hà Nội đi đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de